Báo cáo các bác là cũng gần Tết rồi, nó gấp rút lắm rồi. Em Tuấn xin phép là quay ở trong này nhé, bởi vì hàng cứ bốc ra để đóng hàng cho các bác đi đấy, nó liên quan nó lộn xạo lung tung rồi, bây giờ là cứ xếp ra ngoài thôi, bê vào mất việc lắm. Mà để cho mọi người đóng hàng, anh em đóng hàng, các bác đóng hàng, bác chỉ dừng khoảng độ 8 đến 10 phút để em quay cho các bác thôi, sau đó anh em lại, sau đó lại đóng hàng tiếp, cho nên cái tiếng băng dính nó cứ kêu sệt sệt đấy, nên em tranh thủ em quay tại trong trong này luôn, không bốc ra, bốc ra bốc vào là mất cái thời gian bốc, sau đó thời gian mất thời gian đóng hàng. À, những chiếc đài bô này thì đã giới thiệu cho bác rất là nhiều rồi đúng không ạ? À, chiếc đài này, đài bô này, nó chạy cassette, nhưng mà cái bên cassette này các bác muốn chạy cassette bác về bác dùng, bác thay dây cu loa nhé. Còn bên đây chỉ bao là cắm điện thoại máy tính laptop vào, con này hát rất là hay, nghe nhạc không hay không lấy tiền luôn, 2,8 triệu một con này nhé, 2,8 triệu báo giá luôn cho nhanh. À, số phía dưới này là con súp BMB bát 25 úp gầm, con này bát 25 úp gầm, hát karaoke và nghe nhạc trong những căn phòng tầm 25-30 m² đổ lại rất ok cho phê cho bác luôn. À, con này BMB model SVK 800. Sang tiếp tục đó là một đôi loa gì đây, Panadim. Đôi loa Panadim được thiết kế với lại hai bát 20, một tép đo bên trên. Con Panadim này là model 9SE. Nếu bác nào mà theo dõi như các trang bán hàng hoặc là đã dùng những dòng này rồi, bác biết là 3-4 năm về trước các bác mua những đôi này nó phải mười mấy triệu. Đây, Panadim model 9SE. Con này để cho bác mức giá 6.900.000 nhé. 6.900.000. Đôi loa Panadim 9SE này 6.900.000. Lên đến đây. Con này là con DNA, con này em đã có một bản test cho bác lâu lâu rồi. Nhưng con này tại sao điện 220 lúc nó vào lúc nó không ạ? Tịt, giờ lại không vào nguồn. Con này chạy điện 220 nên là nhiều lúc nhiều bác bảo cắm nhầm, không phải cắm nhầm đâu nhé. Nhưng mà lúc nó vào lúc không chập chờn chập chờn nhé. Đấy. Đây này. Đây này, con này dùng điện 220. Hay là em sợ nó gạt cái này nó chập chờn chỗ này đây. Hay là nổ cầu chì thì em Tuấn kiểm tra sau nhá. Xem nào. Đấy, và do cái rắc cắm đằng sau nó chập chờn nha. Con này chạy điện được 110 đến 220, ok luôn cho bác nhé. Con đèn à lên lên nguồn rồi, lên luôn cho bác rồi. Đèn à mức giá 3,9 triệu. Con đánh phê lắm đấy, 3,9 triệu. Con DNA model là 7020. Con phía dưới là con MCS. Con này đèn tia cũng rất là đẹp luôn, đèn tia. Đèn tia rất đẹp. Con này 5,6 để cho bác 4,8 triệu nhá. 4,8 triệu. Nhanh. Sang đến tiếp tục đây. Hôm trước bắt đầu hỏi vỏ loa nhá. Em Tuấn đang dư một đôi lô vỏ loa BMB 450C. BMB 450C vỏ loa này. Một đôi BMB và một đôi B3. Bắt đầu cần vỏ loa liên hệ với em Tuấn nhá. Có cả chóa tép, có chóa tép như này nhá. Đây này em đang để kia chưa lắp vào đâu. Có chóa này. 1,3 triệu một đôi vỏ này nhá. 1,3 triệu một đôi vỏ BMB 450C xịn. Và đây nữa. Ở đây một đôi vỏ B3 nữa. Vỏ B3 đây, nó vỏ nó y như này. Có cả e căng nó đây, chưa lắp vào. Một đôi vỏ B3 y như này luôn. Gồm có một bát 25, một chung, một tép. Để cho bác mức giá 1,6 triệu. Vỏ B3 thì khỏi phải chê rồi. Có phê, đây nó đây. Chỉ như đây, chưa lắp. Đẹp long lanh luôn, đó, con keng luôn ạ. B3 luôn nhá. Đấy, 1,6 triệu đôi vỏ B3. Em xin phép được quay đến đâu, quay tổng hợp đến đấy luôn, chứ không đi nữa. Tiếp tục bác nào cần mặt hàng nào chụp ảnh lại giúp em để đỡ bị lẫn nhé. Tiếp tục đến cho bác một con âm ly Jaguar PA đời này là 506N này. PA này báo cáo bác là hàng này thì nó không phải là hàng đời 99 hay là hàng Korea xịn, mà con này làm nó gần giống y như thế luôn, chất âm bao hay luôn cho bác ạ. Con này bác nào để ý thì con này em đã Tuấn đã từng lắp ở cái ngoài chòi uống nước của em Tuấn bên kia rồi đúng chưa ạ? Con này này vẫn chỉ cũng ngọt là 4,6 triệu con này các bác nhé. Con này để có thể đánh được hai đôi loa bát 25 luôn, hai đôi này mà thứ 46 gì đây đằng sau đây. Thật ra là hàng này nó gọi là hàng nó lớ theo đấy, để 3,9 triệu nó cho xong thì bác nhé. 39 46 là cái gì nhé, cho nó sướng. 39 trước là 57 trước nhiều bác mua còn dính mười mấy củ ấy đấy. 39 ok chưa? Sang tiếp đến đây, em có quay đâu? Đây là đôi tay nôi, đôi là tay nôi, đôi này quá đẹp rồi, bao hàng zin hàng xịn nhá. Đời tay nôi đời này đừng có nói là China với nhá, không có ở China đâu nhá, tay nôi xịn luôn ạ, tay nôi xịn nhá, mặt trên là vân đá. Con này là con 633, tay nôi 633 hàng xịn nhá, hàng xịn đẹp hết thùng vách đẹp luôn.
6 triệu 9, các bác cứ tham khảo giá toàn quốc đi. Khai giá cho nhanh. 6 triệu 9. Sang đến đây, tiếp tục một con đẩy. Con này đánh bát 30 ok này, con đẩy B3. Con đẩy B3 B2400 1 triệu 9. Xuống dưới con đẩy dưới là con đẩy MRK. MRK. MRK bao nhiêu đây? MRK AS220 cũng 1 triệu 9 tiếp. Và xuống dưới cùng lại một con đẩy nữa. Đó là con đẩy à? GUA cái gì này? PUA24 này này. Cũng 1 triệu 9 tất. Ba con này đều đánh bắt 30 được nha. Full. Ok. Sang tiếp tục đây nữa. Một con gì đây? Một con Bell Master. Một con âm ly Bell Master 901. Dòng này à. Đây. Đây là volume này, chỉnh bát chép tại đây luôn. Nha. Con Bell Master này cực kỳ nặng luôn, hàng hiếm. Hàng đặc biệt luôn, bao hiếm cho bác luôn, 2 triệu 9. 2 triệu 9. Xuống dưới con Maran này, nội thất rất khủng, 2 triệu 800 nghìn. Maran PM64. PM68. Maran 2 triệu 8. Em đi nhanh như thế cho nó nhanh, em không, bây giờ em không đi xếp nữa, xếp mất thời gian lắm. Sang tiếp tục một con AP NA Jaguar PA506N. Này nữa, 3 triệu 9 tiếp. Nó chụp ảnh hộ có em từng con một, từng góc một nhé, không nên sợ nó lẫn. Cho nó nhanh đây. Chứ bây giờ em không đi dãi bảy thì nó lâu lắm. Xếp nữa, mất thời gian. Tiếp tục một con Fix Tiger. Con Fix Tiger này 2 lít 2. Con này về các bác vệ sinh đi. Vệ sinh đi. Đấy, nó đẹp. Quan trọng nhất là lõi này, lõi này. Lõi đẹp này các bạn. Những cái này là do mình để nước mình đun ấy, nó bắn vào đây mình lau đây, đấy, kỹ hết luôn. Răng còn đẹp bác nhá. Con này răng ok hết. Để các bác 380k. Con Tiger này 380. Sang đến con bên này. Đó là con Nationan. Tất cả những cái này về các bác lau dọn đi, sạch từng 390k. Con này cũng 2 lít 2 Nationan 390k. Này. Đấy, nước còn đang trong này còn đun thử rồi. Doang cũng ok luôn. 390, cái này về mình vệ sinh bằng dầu rửa bát cho sạch lắm. Tiếp tục một con này nữa đi. Con này là con gì đây? Con Kansai, Kansai, Kansai. Đọc méo còn mồm. Kansai. Ô chà chà, con này lại hơi. Con này xem nào, con này. Con này lại hơi có tí, hơi bị nứt tí đây rồi bác ơi. Đang bảo cho bác là 389.000. Nó lại có cái đây, nó hơi bị nứt cái chỗ này tí này. Vẫn nhắc bình thường. Vẫn bình thường. Thôi để cho bác 190k nhé. 190k chứ không phải 8 ấy. Nứt tí rồi thì dẹp luôn. 190. 190 nhá. Rồi cái này đi. Rồi. 190. Ok dạ. Sang tiếp đây. Cứ quay lần lượt bác nhá. Một con màn HP, con màn HP này là màn 21 inch. Chip Core i5 RAM 8GB ổ cứng 256. Con này trên kênh của em trước là 5 triệu 86 triệu mấy ấy. Ngày xưa có cái thời điểm cao. Bây giờ nhập được về thỉnh thoảng được con để cho bác mức giá 4 triệu 8 nhá. Hoạt động bình thường, bao hoạt động bình thường cho bàn phím luôn. Đây là tất cả một bộ máy tính luôn. Trong này tất camera hết. Đây là chưa lâu ạ. Camera hết, camera phía trước hết. Con này thì bác nào cần clip giới thiệu riêng cho nó thì em đẩy cái clip ngày xưa cho mà xem, em giới thiệu chi tiết về nó như nào cho nó dễ. 4 triệu 8, rẻ so với trước gần 2 triệu rồi. Đẹp. Hôm trước có một đôi dây loa của Messi này, cái hôm mà em có bán cái đôi loa toàn giải với âm ly đèn ấy, em có bán một đôi loa, dây loa em đang dùng loại này này cho bác 1 triệu 8, nhưng hôm đấy là cái dây đấy của em đã dùng rồi. Hôm nay còn bộ này nữa nhá, sót nhá. Vừa tìm đây này, nó sót ở trong góc này bác này, nó trên hộp này. Sót 1 triệu 8 nốt cho bác nhá. Còn nguyên hộp luôn, chưa dùng. 1 triệu 8. Tiếp tục cho các bác con đài đĩa than của Columbia. Con này của Columbia nhé. Hai loa hai bên toàn giải, loa toàn giải. Đĩa than này về chỉ cần cắm mà sẵn chạy thôi. 2 triệu 3 chiếc đài này. Đài đĩa than này, chỉ thả đĩa than là chạy ngay đĩa than luôn. 2 triệu 3. Tiếp tục cho các bác lên một con em quạt đến từ cái gì đây. Con quạt để đến con này AirPods, con này đến từ Mỹ hay Anh Quốc nhỉ? Để em xem nào. Còn zin hết bác ạ, còn zin tất luôn đấy, nặng lắm. Đây,
Ấy, bác nhìn thấy chưa? Của England, một chiếc quạt đến từ đất nước Anh Quốc quá nhé. Quạt của anh thì rất là hiếm rồi. Đấy. Để cho bác mức giá 3 triệu 9. Còn này ngày xưa 7 8 triệu không ít đâu, 3 triệu 9. Ok chưa? Hoặc bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Thế đã. Không nhiều quá rồi, chả biết được nào một lần.